Họ là những người luôn đem quyền lợi của các tư vấn viên độc lập đặt lên trên tất cả. Họ là những người đã tạo dựng nên một nét phong cách mang đậm bản sắc PI trên toàn thế giới. Chúng ta hãy nhiệt liệt đón chào. Tôi đã đứng cả chúng ta để biết, phương trong của ta chung lên luôn luôn với một slogan.